Mùa trung thu năm nay thì đại đa số các nhà đầu tư sẽ có được cái loại bánh trung thu nhân gì? Thực ra thì nhìn những cái phiên giao dịch gần đây thì nó giống như kiểu nửa trà xanh, nửa đậu đỏ ấy. Nhân trung thu của em hôm nay thì nó cũng hơi đa dạng sắc màu, xanh đỏ, tím và có đủ hết. Đến thời điểm này sau cái bài phát biểu của Jackson Hole thì nó có một cái sự thay đổi về quan điểm mà đầu tư trên thế giới. Nó đi theo cái hướng là hơi tiêu cực hơn một chút. Các cái kỳ vọng mà tích cực của những cái tháng trước ấy, đến tầm này sẽ hơi giống cái nhân kiểu lava tan chảy. Nó đang có một sự thay đổi mà chúng ta cũng chưa nắm rõ được là nó có kéo dài lâu hay không. Giống như là một cái sự thay đổi ở bên trong mà nhiều khi chúng ta không thể nhận biết được nếu mà chúng ta nhìn vào cái bánh. Nghỉ lễ dài như vậy thì theo anh thì sau đợt nghỉ lễ nó sẽ là như thế nào? Trước đây sau cái nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 thường thị trường sẽ hơi yếu. Và gần đây thì cũng có thể thấy rằng 2018, 2019, 2020 các thứ thì tôi thấy rằng là cái xu hướng nó vẫn còn. Cho nên là thường các nhà đầu tư thường nên cẩn thận một chút. Trước kỳ nghỉ lễ khoảng tầm 1 đến 2 tuần thì em sẽ chủ động bán ra một lượng hàng nhất định để chốt lời trước đấy. Vì đợt này thì khá nhiều thông tin vĩ mô bất lợi. Thì là nghỉ 4 ngày thì em nghĩ là trong khoảng thời gian đấy thì mình không kiểm soát được là ra tin tốt hay là tin xấu hay là cực tốt, cực xấu cả. Nên mình cứ an toàn sẽ chủ động hơn cho mình.